không gì không hiểu. Rồi rồi đâu rồi đi rồi dưới ghế vô chút rồi đẩy lên trên vô to be nè, hai cha con đó nè, nó cha đầu bằng nè, không còn tóc dài nó chán nãy giờ, chán không chán gì lên dĩa con trai à. Đây cái chắp tóc của nhóc đây, chúng ta thấy ha. Tóc này nó khá là mượt á. Rồi tóc này mà lớn mình chịu dọn êm lắm mà ha. Cũng có thể là mình sơ ý do cái ánh nắng ở bên cửa sổ á. Nên hình ảnh nó có thể nó không có chất lượng, anh chị em thông cảm vấn đề này ha. Nó anh cha nó mập đó. Ngồi trên hình như ông địa vậy. Nhôm tóc rồi ghê ha. Đơn giản vậy thôi, thì chúng ta bắt đầu vô vấn đề quốc. Đó, chúng ta giờ xem sơ cái chất tóc ban đầu đó. Cái phía bên phải bằng sau gáy đó nó nhô ra ha. Nó cũng như nó bị mớp bên bên vậy đó. Thì có nhiều cách cắt đó, như cái tóc này mình sẽ lấy cái khung trước nè. Các bạn có thể lắp ngàm. Ủa, nhưng mà tại vì mình quen cái này luôn. Cũng có nhiều anh chị em bảo cắt chảy, bữa nào thử cắt lắp ngàm, lắp cử cắt thử coi. Hứa hoài mà chưa làm được, nó buồn ghê. Thôi lỡ kê ráng kê, nhưng mà thiệt mình khuyên anh chị em nào mà còn yếu lược có nên tập lược đi. Nó thông dụng dữ lắm luôn. Đó, chúng ta lấy cái khung đại khái như vậy rồi bắt đầu chúng ta sẽ ủi lên. Thì như các bạn biết rồi đó, tóc mấy đứa nít này bạn ủi trắng rồi đó, không sao chứ. Nhìn trẻ trung lắm, đừng có chấn bát, đừng chấn gì. Chấn bát nha, nhìn chất quốc. Nhưng mà có số ít thành phần cha mẹ người ta không chịu thả, người ta nói nó vô côn, nó mình không hiểu. Đẹp mà. Thì đó, nói chung cũng do cái suy nghĩ mọi người thôi chứ không có gì. À, uống cà phê rồi ha, ghê ha. Một bên, nó nhanh lắm. Phần sau nó hơi lâu nè. Sao cho thấy nó ủi lên chút thì chúng ta thấy ở giữa nó đen hay nó ở giữa nó hớp vô. Hai bên hai gần cổ đó. Nó nhô lên thì các bạn thấy nó đen ở giữa đó, chứ không có đó chút mình xử lý sao. Ào ào lên. Cái tóc chảy mỗi cái cũng là kiểu cắt y gan vậy, nhưng mà các bạn biết ở phần đầu chất tóc mỗi người mỗi khác thì chúng ta tìm cách chúng ta xử lý cho nó tương đồng, hay là nó nói chung mình tạm gọi là nó coi được đi. Ừ, chứ đẹp mình đâu giống nó đẹp không, đâu ra nó coi được là được rồi. Đây các bạn để ý cái phần này nè ha, cái này là thời trước cắt ấy nè, chảy ra trước không nè, nhưng mà khi mà tóc tự nhiên nó rớt nó dư một nồi luôn, nó rõ ràng đó. Vớt mấy tuổi này các bạn biết đâu có sức gom sáp hay dọn dẹp gì đâu, cắt chảy bình thường lên cho tụi nó được rồi đó. Thì cái bên đây nó cũng như bên kia đó, chúng ta lấy cái phần khung cao thấp như thế nào nó có độ cong hơi hơi vậy đó, rồi giống như bên kia ủi sát lên. Nếu mà em nào chưa quen thì chúng ta có thể cây lược, hay là lắp một hay là cỡ nửa đó, tùy ha. Nhưng mà theo mình nói đó, cũng như nít cái này nè, hơn chút nữa thậm chí lớn vậy nữa, ai mà dễ ta thoáng cái suy nghĩ, ủi sắc sắc trắng trắng, nhìn tóc đẹp lắm thiệt chứ không có gì. Rồi những công đoạn rất là quen thuộc tỉa nè, chúng ta thấy cái khớp còn rõ ràng ha, còn dày tại mình mới ủi tung đơ thôi. Giờ mình vô mình làm mịn nó lại, hôm nay phát ngôn chuẩn chứ ta, mịn đó. Thôi miền Tây không có vô đó đâu, làm mịn. Mịn của anh ta thằng Tuấn không? Tuấn ơi, nhưng mà không, về miền Tây đi, Tuấn ô Tuấn. Tuấn ơi. Phần nó vô đó nó móp vô mà chúng ta thấy nó đen hơn những phần xung quanh thì đó. Cái đó mình có nó nói nhiều rồi. Đây, đại khái vậy đó. Im con trai. Nó móp ủi cái đông đó khó ủi lắm. Rồi tiếp theo bằng sợi gáy này, thì cái cách tỉa đó mình cũng nói rất 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 là nhiều trong những cái
cờ nhiếp trước đây rồi, thậm chí mấy ông hoàng kia đó, mà không lẽ up video không lên đây rồi không nói chuyện thì nó cũng kỳ lắm. Thành thôi cứ nói là cái miệng mình không nói là mình tắt thiệt á, phải nói thôi. Đó, tỉa lơ đâu có gì đâu. Nhưng mà hôm qua anh kia giờ mình trong cái video mình nói cái công đoạn mà tỉa bóng là nó hay lắm á nha. Thiệt anh chị em nào mà cũng như anh chị em phản hồi trên cái kênh của mình, thằng giáo gọi điện thoại, ừ em, anh ơi em học theo cách tỉa của anh vậy đó, bây giờ em làm cái tóc quá im, em quá vừa ý nè, cảm ơn. Ủa mắc gì cảm ơn, không ngủ nhậu cảm ơn, chúng ta phải nhậu chứ, phải nhậu thôi. Nó chơi thôi cho nó cảm ơn, giờ mình rất cảm ơn nè, mình rất là quý vui rồi. Những kiến thức của mình đưa ra đây nè, ừ người ta người ta áp dụng được, người ta làm được, kinh tế nó đi lên hay gì vậy đó, nhiều đó là mình ý mình vậy rồi. Những chuyện ngoài luồng đó thì nó phát sinh đó thì mình ở phần bên đây nè, các bạn thấy ha, cũng như bên kia mình ủi tòng thòng nó còn khớp y chang à. Mà nói thiệt cái nhiều người cắt cẩu thả hoặc giả là không, cái cách tỉa nó không có đúng ha, nó sạp ha, mà cắt cẩu thả ủi lên vậy đó rồi bo bo hơi là được rồi, khỏi tỉa thiệt. Hơn 60% là dân số là không biết cái tóc nó đẹp sao mà xấu sao luôn á, tại chỉ cần cao gọn lên được à. Nói tới đó anh chị em nào mà biết về tóc á, hiểu về cái đẹp chúng ta biết liền, chứ nó không có gì. Còn phần này nó cũng như bên kia đó, nên mình tô bớt ha cho nó đỡ mất thời gian xem, chúng ta có thể bớt nhàm chán một tí. Còn ai muốn ấy thì coi là những cái video gần đây nhất hay là trước đây của mình đó, mà nói chung là cũng rất là chi tiết rồi. Nhắm mắt lại rồi, mắt nhẹ rồi. Cái này nó tự cắt hay vậy? Không. Đâu có hay sao vậy? Mày có cắt không vậy? Có không? Vậy sao vậy? Thì ra nó dài, mẹ nó chạy chi mất luôn. Vậy là bả xử hả? Phải có người xử được chứ. Bởi vậy phải có người xử, bởi vậy ta nói là anh em mày hiền ha. Khi mày hiền và tay cắt tóc thì thấy cảnh lấy kéo mài hay kéo cắt cá thì nó thấy dài quá hớt ngang ha. Rồi nhưng mà này không sao, không chưa có gì, chưa đến nỗi bình được. Anh chị em nào mà thấy clip mà có ý nghĩa hay là kênh mà các bạn yêu thích, các bạn nhấn đăng ký giúp mình cho nó lên 100 nhiều lên rồi. Lâu lắm rồi, tại mình làm cũng đâu có này 4-5 năm hay gì vậy? Làm cách tự nhiên chứ không có mà hợp tác hay gì. Trên mạng nó cũng rủ rồi, anh ơi mình muốn hợp tác cái kênh nhưng mà đẩy lượt view hay là nó khỏi đi. Tự nhiên. Diễn vậy tự nhiên đi nó đẹp ha. Rồi thì xong thì chấn like. Đấy, nhẹ nhàng. Tay cũng vậy. Có gì đâu. Lớn cũng vậy, nhỏ cũng vậy, công thức cũng bị trang vậy thôi. Các bạn cái phần chân các bạn lưu ý, phần chân nhớ nhỏ lớn vậy, nếu bách thả ủi phần chân nó lên. Đừng để lông mặt cạo mình đừng nói rồi đó. Nó thô như nó xấu lắm. Ủi sát vô. Lơ lên tự động tóc đẹp à, không có gì gọi là. Rồi biết sao này, chúng ta thấy nè, nó cái chân tóc nó mình tạm gọi nó không có đều đi. Ủi chân lại còn phần các bạn thấy ở giữa đầu đó. Phía sau đó. Nó chưa có bóng hay cái chút, cái đó một chút các bạn kê cái lượng các bạn ủi lên là cái tóc nó bóng dần lại à. Bước đó mình tắt qua tại cũng làm nhiều lắm rồi đó, nó đen đó. Rồi thì các bạn có thể nghiêng cái mũi tông đơ vô cái phần cái hõm ngay giữa gáy giữa cổ đó, hay là bằng cách như thế này, hoặc giả là lắp cái ngàm vô rồi vẫn nghiêng vậy đó, tại tóc nó đâu bay nhảy đâu sợ. Chúng ta dùng mọi thủ thuật ha, mọi bùa phép vậy đó để mà làm cho em cháu đó. Ừ, xịt nước vô đấy. Đây nè, thường thường á, khách mà lạ là mình cắt nhất hạn là nít đó, thậm chí người lớn nữa. Người ta cắt xong người ta tỉa mỏng hay gì cái phần ở trên tóp trên đỉnh đó, người ta bỏ, người ta tỉa mỏng người ta bỏ, không cắt được cái ngọn, nhìn cái tóc nó thấy nó rối bời nó sao đâu á.
Anh chị em nào mà nếu mà trước đây vậy thì mình nên nếu mà vô tình thì có ý cái bạn xem được các bạn có thể cắt bỏ ra một đôi phút thì cắt cho bà con thôi ha. Cái tóc nó vô nề nếp gì ai cũng muốn cái đẹp hết trơn mà. Chứ làm mà nhanh ai là không được. Làm vừa nhanh vừa coi được thì nó vậy đó. Chứ có gì đâu. Nè các bạn lưu ý nè ha. Để ý con cái nè đó. Anh em nào mới các bạn để ý là mình tua chậm lên chút xíu nè. Chằng nhẹ ra. Đó. Chằng nhẹ ra da nó thẳng rồi. Đút cái mũi vô cạo thôi. Nó rất là giản đơn. Không có gì chứ nó phần nó thấy gì cho nó hay lắm á. Đó, đó. Nè các bạn để ý cái da của mình phải không? Mình cái phần dưới mình gục vô. Cạo có nghĩa là nó gục vô cái lỗ tai á. Còn nếu mà các bạn cạo thẳng xuống ha, nhìn bát thô lắm. Thử đi, nếu anh chị em nào mà chưa có ấy trước giờ mà cạo thẳng xuống á, và thử cách này thử coi. Rồi không được rồi lại đây. Thì lại đây nhà mình có bán cà phê, lại đây mua cà phê uống thôi chứ lại đây làm gì trời. À, vậy đó thì chúng ta đi vậy dài tới thôi chứ có gì đâu. Giảng được. Đã nói là nghệ thuật thì các bạn làm sao cho nó đúng với nghệ thuật ha. Chứ không phải mà để cái bản nghệ thuật nhưng mà nó có cái gì đó nó gọi là không nghệ thuật thì nó hơi dối lòng mình với lại nó cũng kỳ lắm. Đừng ngại trời, một túi mắm mắm kiểu khỏe mình đấy. Tiền đâu rồi. Trời ơi. Tiền nhỏ hẹn mình ơi. Mắt luôn. Rồi. Mắt rồi. Bấm đầu. Chích người thôi. Em ơi, vậy thôi các bạn nha. Mình nhau. Đó xong rồi đó, nó rất là đơn giản thôi. Cũng công thức đó nhưng mỗi một cái phần đầu tóc nó mình xử lý khác khác nhau. Cái gì đó mà chi tiết mình đã nói hết trên clip này rồi. Thì mà con nào mà xem mà có gì khó hiểu thì các bạn cũng mạnh dạn đây comment bên dưới đi mà nhớ điều nè. Chúng ta đăng ký kênh đi để mà nó đừng chồng cả shop ha, quá lâu rồi. Đây vậy thôi chứ qua cái video này nè ha. Mình sẽ up tiếp một cái clip nói chung là nó khá là hay cái chất tóc này với là đầu này rất là đẹp. Mà cắt bình thường nó im dữ dằn lắm. Nhưng mà vấn đề chính ở đây hiện tại là và thấy trong cái tóc này nè. Trong cái tóc con nhóc đó đó. Cái bằng máy đó. Do mẹ cắt thôi đó cũng không có gì nếu mà cao lên tí nữa mình cũng đu cao theo thôi nhưng mà vừa vừa rồi cái máy lớn nhỏ thì chúng ta hạn chế dùng cắt ngang đi, như đựng như hồi xưa. Cắt 73 như xéo mà bỏ. Máy các bạn thấy dùng clip mình tỉa nó chi tiết đó. Tỉa mỏng có rất là nhiều clip mình quay cái phần tỉa đó. Rồi hết thời gian rồi bây giờ chúng ta đi xem kỹ lần cuối cùng nữa ha. Cảm ơn bà con đã xem clip này. Hẹn gặp lại bà con trong một clip mình đã quay xong. Và một vài ngày tới mình sẽ post lên. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đây sáng cảm ơn quá tối rồi.